Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú anh chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog. Buổi sáng ngày hôm nay thì có một số những cái thông tin cũng khá là thú vị mà Thanh Quyền muốn gửi đến cô chú anh chị liên quan đến những cái ồn ào xung quanh câu chuyện của thầy giáo Jimmy Huỳnh. Như quý vị được biết thì mới đây đó thì một số cái nhân vật đó như là Hằng Ni, Thám Tử Cao, vân vân, đặc biệt trong đó có một cô gái tự nhận mình là bị chơi ngải, thì các nhân vật này trong thời điểm hiện tại họ luôn lấy những cái thông tin của thầy giáo Jimmy Huỳnh để mà có thể lên mà xuyên tạc cái câu chuyện, dẫn dắt dư luận, và cũng như đó là họ bươi móc câu chuyện nhằm hạ bệ uy tín và danh dự. Về những cái vấn đề này thì Jimmy Huỳnh cũng đã lên tiếng và cũng đã chính thức tuyên bố rằng mình đã có luật sư để mà tham gia vào những cái vụ việc kiện tụng đối với những kẻ như YouTuber, Facebook hay cho đến TikTok mà đưa những cái thông tin nhằm hạ bệ uy tín, xúc phạm đến danh dự. Trong câu chuyện mà thầy giáo Jimmy Huỳnh bị một cái tờ báo đưa một cái thông tin cho rằng là bị lệnh truy nã đặc biệt nào đó, thì mới đây đặc biệt đầu tiên thì nói về cô gái bị chơi ngải, thì cô ta đã thừa nhận trong một video clip là cô ta đã bị chơi ngải dẫn đến tắc tiếng và tinh thần thì không ổn định. Thì không biết rằng lần này đó khi cô ta làm video clip này phân tích về thầy giáo Jimmy Huỳnh thì cô ta có bị chơi ngải, tinh thần có ổn định hay không thì chúng ta không thể biết được, và cũng có khả năng đó thì cô ta đã bị, và cô ta cũng đã từng thừa nhận trong video clip của mình. Cái này thì Thanh Nguyễn chỉ nói theo những cái lời của cô ấy đã từng thừa nhận nha, chứ không phải là vu oan giáo họa cho ai cả. Thì cô ấy đã từng thừa nhận rằng trong một số video clip của cô ấy có những khi là cô ấy bị ngải và bị tinh thần không ổn định, cho nên phân tích thì nó có một chút vấn đề trong đó. Chị thì không biết rằng thì cái clip này là cô ta có bị ngải hay không hay là không bị ngải, thì chúng ta phải cần cái điều xác minh từ cái cô gái Quỳnh Như nha. Nếu như mà để nói rằng một người chơi ngải, bị chơi ngải mà lên trên mạng xã hội này để mà phân tích và đánh giá về một cái cá nhân nào đó thì không biết rằng theo cô chú anh chị thì chúng ta có gọi là có thể đáng tin cậy về những cái nguồn thông tin mà một người bị chơi ngải đưa ra không. Kính thưa quý vị, riêng đặc biệt về anh chàng Thám Tử Cao đó thì mới đây lại có một cái video anh ta cho rằng là thì Jimmy Huỳnh bị truy nã đặc biệt, rồi giờ ngày hôm nay thì bị triệu tập bị điều tra xử lý. Về cái nguồn thông tin này thì theo Thanh Nguyên thấy rằng hiện tại thì thầy Jimmy Huỳnh vẫn lên đều đặn trên trang cá nhân, thứ nhất là Facebook rồi cho đến là YouTube, thì thầy vẫn livestream trò chuyện đều đặn. Có vấn đề triệu tập hay không để mà xử lý liên quan đến cái câu chuyện mà lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đó, thì theo Thanh Nguyên đánh giá đó thì cái thông tin này chưa được kiểm chứng, bởi vì đó không có một cái nguồn thông tin nào thì liên quan đến sự việc này. Và hơn nữa thì báo vừa rồi đã viết lại cho rằng là đã đầu thú. Nếu mà đã đầu thú rồi tất cả bị xử lý thì không biết rằng triệu tập để điều tra cái vấn đề gì nữa đó, thưa cô chú anh chị. Thứ hai thì cái cô bị chơi ngải nè, cô ấy phân tích, cô ấy cho rằng là anh Tới Công Chuyện thì là một trong những người giúp đỡ những người các em YouTube và gắn những cái Google AdSense để kiếm thêm cái nguồn thu nhập trên YouTube từ Mỹ gửi về. Thì cô ta lại cho rằng vào cái thời điểm mà thầy giáo Jimmy Huỳnh xuất hiện trên cái buổi livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng, vào đúng cái thời điểm mà ngài mà CEO Nguyễn Phương Hằng hiện tại đang gặp nạn, và ai đã là người giới thiệu, có phải nhân vật đứng đằng sau câu chuyện này là Tới Công Chuyện hay không, cũng như là chùm cuối. Cô ta lại cho rằng Tới Công Chuyện là một trong những chùm cuối mà giới thiệu Jimmy Huỳnh cho CEO Nguyễn Phương Hằng, và là một trong những người đặc biệt đáng chú ý mà trong cái sự việc dẫn đến cái giới thiệu cho Jimmy Huỳnh trong cái sự kiện ngày hôm nay của CEO Nguyễn Phương Hằng. Vậy thì chúng ta phải nhìn lại là thực chất đó, thầy Jimmy Huỳnh khi mà xuất hiện trong những buổi livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng thì có ảnh hưởng gì đối với cá nhân của Jimmy Huỳnh cũng như là đối với cá nhân của CEO Nguyễn Phương hay không. Đầu tiên thì chúng ta trở lại với cái thông tin mà thầy giáo Jimmy Huỳnh bị lệnh truy nã đặc biệt của báo Người Lao Động, thì theo cái thông tin này đó thì lệnh truy nã đặc biệt đã bị gỡ xuống và cho rằng là thầy Jimmy Huỳnh đã ra đầu thú. Nhưng mà về phía thầy Jimmy Huỳnh
thì chưa xác nhận chính thức cái nguồn thông tin này rằng là mình có dính líu vào cái vụ việc liên quan đến lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hay không. Nếu như mà thầy JP Huỳnh đó đã ra gọi là nếu mà thật chắc cái nguồn thông tin chính xác là thầy JP Huỳnh đã ra đầu thú thì mọi sự việc chắc hẳn đã được xử lý và trong cái khuôn khổ mà pháp luật cho phép thì thầy JP Huỳnh đã xử lý xong những cái câu chuyện này. Nếu mà ra đầu thú thì xử lý xong rồi cô chú anh chị, và nếu như thật sự dính vào những cái cáo buộc mà chúng ta chưa thật sự hiểu bên trong đó là lý do gì, lợi dụng tín nhiệm thế nào và chiếm đoạt tài sản bao nhiêu và có cái cách khắc phục như thế nào rồi, thì cái điều này đó thật chất cái nguồn thông tin mà liên quan đến câu chuyện này thì chúng ta không hề biết thật sự nó như thế nào. Và như cô chú anh chị chúng ta đã chia sẻ đó, thì mặc dù thầy Jimmy Huỳnh có dính vào những cái lùm xùm gì, nhưng trước kia đã gọi có thể nói là có những cái bài phân tích và nói rất là công tâm, cho nên là có xảy ra vấn đề gì thì cô chú anh chị chúng ta vẫn tin tưởng và yêu thương. Nhưng về góc độ mà liên quan đến luật pháp á, thì nó rất là khác, bởi vì nếu dính vào những cái cáo buộc liên quan đến cái mà lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì phải rõ ràng đó chính là lợi dụng như thế nào, rồi chiếm đoạt bao nhiêu và cái cách xử lý và cái mức hình phạt nó đối với Jimmy Huỳnh là như thế nào, rất là rõ ràng. Và cái cá nhân của thầy Jimmy Huỳnh khi mà bước lên sóng livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng đó, thì cô ta nói rằng đó là liệu rằng CEO Nguyễn Phương Hằng có biết hay không, và người giới thiệu cho mà Jimmy Huỳnh thì có biết hay không. Thì cô ta cho rằng tới công chuyện là một trong những người giới thiệu và biết cực kỳ rõ, và có thể nói là cô ta đang ép vào một cái thế, đó chính là CEO Nguyễn Phương Hằng là người có biết là cái ông Jimmy Huỳnh này là một trong những người đang bị lệnh truy nã và cũng như là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt sản hay không. Và nếu biết mà đưa lên sóng livestream của mình thì rõ ràng là đang livestream với một cái tội phạm, đưa một cái tội phạm lên trên sóng livestream của mình. Nhưng ở đây cũng thưa cô chú anh chị, nếu như mà chúng ta bị truy nã đó thì không có ai dạy dột gì mà có thể mà bước lên sóng livestream. Đó là một trong những cái điều cực kỳ khó hiểu. Nếu như mà chúng ta bị truy nã thì bước lên sóng livestream rầm rộ, tôi đang ở đây để làm gì, truy nã đặc biệt, đúng không cô chú anh chị? Và chúng ta vẫn còn có thể thấy lên trên sóng gọi là trực tiếp ở chỗ này ở chỗ kia, như thế công an họ biết, họ đến họ bắt một cái một, chứ đâu còn phải gọi là trốn tránh. Ở đây chúng ta có thể thấy rõ ràng là cái câu chuyện mà thầy giáo Duy Bình đã dính vào cái sự việc ngày hôm nay là có thật hay không, thì đó là một vấn đề mà thầy giáo Jimmy Huỳnh cần phải lên tiếng. Nhưng mà chúng ta nhìn rõ đây, nếu như thật sự thầy giáo Jimmy Huỳnh và một trong những người mà bị trốn tránh đó, trốn tránh trách nhiệm đi bỏ trốn đó, mà để truy nã đặc biệt đó, thì thầy không bao giờ dại dột để mà có thể lên trên mạng rồi livestream trực tiếp và trò chuyện với cô chú anh chị. Nếu như vậy thì công an họ biết được rất là nhanh chóng, họ sẽ đến ngay và còng đầu ngay lập tức. Nếu mà gọi là chúng ta muốn trốn tránh thì không có dạy dọt về vấn đề đó. Ở đây trong cái câu chuyện mà nếu như có nha, nếu như thầy giáo cho mình có dính vào những cái cáo buộc liên quan đến lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, thì thầy Jimmy Huỳnh trong cái thời điểm mà bước lên livestream với show Nguyễn Phương Hằng và theo mình đánh giá là hoàn toàn không biết cái sự việc này xảy ra. Đó là một cái điều cũng không biết rằng cái lệnh truy nã đối với mình nếu mà có nha. Và sau khi cái sự việc xảy ra rồi thì thầy biết được là có những cái câu chuyện có người kiện tụng mình, thầy sẽ trở về gọi là giải quyết xong tất cả mọi thứ. Nhưng mà không biết vì lý do gì đó trong một cái câu chuyện đặc biệt này đó, thì đến ngày hôm nay một cái tờ báo lại đăng tải như vậy, cũng như là chỉ riêng một tờ báo đăng tải thôi. Và cái câu chuyện rất là nổi trội như thế này, một người từng livestream với show Nguyễn Phương Hằng thì tại sao một số tờ báo khác lại không đăng, trong khi như là tuổi thanh niên tuổi trẻ rồi pháp luật thì rất là nhanh nhạy trong cái việc đưa thông tin mà liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là một điều vô cùng khó hiểu trong thời điểm hiện tại mà Thanh Nguyên nghĩ rằng là cũng rất là nhiều của chú chị thắc mắc, và kể cả cá nhân của Thanh Nguyên đến ngày hôm nay thì cũng không hiểu đây là một trong những cái nguồn thông tin có, thứ nhất là có chính xác hay không, và cụ thể nó là như thế nào, và khiến cho những cái tờ báo kia không đưa tin và chỉ riêng một tờ báo Người Lao Động đưa tin, thì đây là một cái khúc mắc vô cùng lớn nha cô chú chị. Chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem những cái cách xử lý của thầy giáo Jimmy Huỳnh đối với các nhân vật này, nếu để nói rằng đó là sẽ thưa kiện
và cũng như là xử lý truyền thông đối với những cá nhân Facebook rồi cho đến TikTok hoặc là YouTube, thì cũng như là cô gái bị chơi ngải nè, rồi Thám Tử Cao hay là Hàn Ni, thì chúng ta cũng chờ xem cái kết quả của cái cuộc chiến này đối với thầy giáo Di Minh Huỳnh và các xử lý truyền thông sẽ là như thế nào. Thanh Nguyên cũng nghĩ rằng là rất là nhiều cô chú chị trong thời điểm hiện tại thì vẫn tin tưởng và vẫn ủng hộ thầy giáo Di Minh Huỳnh, bởi vì thầy đối nếu mà nói về cách phân tích cũng trên diễn đàn thì thầy phân tích một cách ôn hòa, điềm đạm và rất là thực tế, cũng như là những cái lời lẽ cực kỳ sắc bén nha cô chú chị. Rồi, thì đó là một trong số cái nguồn thông tin mà Thanh Nguyên muốn cập nhật gửi đến cho tất cả các chú anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị trong suốt khoảng thời gian qua đã luôn yêu thương, đã luôn tin tưởng cũng như là ủng hộ kênh. Đặc biệt là ủng hộ những cái mặt hàng em bán trên YouTube này, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên được lấy từ rừng Trà Mũ Minh nha. Xin cảm ơn. Nếu như cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng mật ong đó thì liên hệ qua số điện thoại em ghi trên màn hình 0395652797. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chú chị trong những video mới tiếp theo. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe. Nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.